Anh nói là thấy rồng. Tại cái cây nó lên vậy. Thì không thiền đó nó cái đồng lúc đạn nó bó nó không bánh gỗ không thở lạnh chung lạnh với cha không chung thấy thì cổ sâu quá lúc như nó như bùng nó trồn bùng mà nào giấc được chỉ biết vậy thôi giấc nó cũng có cái phương tiện nào nó thấu nước thấu bùng rồi nhá nhiều có cái sức đưa lên cấu lên rồi nhưng mà vậy
Sư Đạt Ma. Ngài mà tôi nhớ là Tô Thạch Liên. Đây là ngôi nhà của tổ sư. Cái chuyện đấy là chuyện tối kỵ mà anh tu anh không chịu ấy được. Chú Tư Sa này, thì đây còn hôm mình đang gọi là ở á, nha.
đá để dùng để chém đầu những chiến sĩ của Vũ Quang Trung Nguyễn Huệ. Ở đây ngài hiện nay là người có công đóng góp rất nhiều nơi ngôi chùa này. Thì vai trò của ngài là một vai trò lịch sử nữa. Đó cũng là, có lẽ cũng là lịch sử đó. Vì thế hệ tương lai của con cháu. Tiếng nói thua. Cách đây cũng là gần 80 tu lập luôn. Chứ mà giờ ở mình làm gì có mấy cái tượng này. Đó mà mấy cái thuốc cũng mà. Còn mình đây lịch của mình thì mình chuyển là chữ kia nghĩ là thuốc lập thọ là tượng trưng những là bông hoa rồi. Có trở ngại chứ vẫn mở vẫn là đây là những cái bản chữ này là điều bút tích là chữ của tôi viết ra. Xin giới thiệu với bà con cho biết là bởi vì nãy giờ nhà đồng có hỏi mấy cái câu á, cái câu điển này mình cấm ấy, tôi có cái nghĩa nói mấy cái câu điển cấm nó như nhà đồng là thú bút của tôi đó. Đây nghe tiếng thấy là anh đặt vào trong thú bút của quan trạng ở Sài Gòn. Rồi sau tôi có quả lại một bài đấy mà gọi là thủ tạc ấy. Thủ tạc ấy đang chuẩn là không biết là một tốt lên đây là chưa. Còn nhất là cái bài chỗ cái bureau này này. Tố Lưu Huy Trường tại Vạn. Rồi bên nữa đó Kim Triều Tư Vũ Lộ Tôn Sư Hoa Kế Hạnh Thừa Hân. Cái cặp đối đó là cái hầu hòa thượng Nguyễn Tức là tiền nhiệm của tôi đây đó. Ngày lúc chừng độ 40 tuổi trước cái chủ trì, trong lúc sư ông lúc quản làm ông sư đó là còn lại đây.
làm ông trụ trì đó để sau này thừa kế đây. Do đó cho nên cái triều đó là cái triều Bảo Đại năm Kỷ Mão, thì năm đó tính tới năm nay là 52 năm. Lúc đó tôi chừng 17-18 tuổi, tôi cũng còn ở trên chút điều đó. Do đó cho nên cái nhà Vinh Nhâm Tài Tứ đó là có ngày Đức Liêm, ngày Đại Quang cũng đối được theo làm trong mướn thổ cống sẽ cường vô trong Vân Lọ để kỷ niệm. Cái nghĩa đó là nói ta cái chùa cổ sát này mà nó sống lâu như là sông núi vậy. Là nhờ cái sự lưu huy của Tổ Đức cho nên trong hiện tại đây ai cũng còn trông thấy được. Câu sau là nói cái thời điểm mà gọi là cái thời vua Lão Đại đấy sách thân trụ trì cho chùa Thập Tháp. Do đó cho nên đó, và đồng thời với ông bốn sư là ông Ngài Phước Huệ còn ấy là đã trao cái quyền trụ trì để sau này thừa kế cho Ngài Hội Chiếu. Do đó cho nên cái câu đó đặt rằng là Kim Triều Tư Vũ Lộ, tức là cái triều đại bữa nay để nhờ cái ơn mưa mắt thấm nhuận. Cho nên ông tôn sư đó mà bây giờ mình được hoa kế, tức là được thừa kế một cách đẹp đẽ nhất, mà vì nhờ cái ơn đức của ông tôn sư đó cho nên hôm nay tôi được thừa kế đó mà được xích tâm trụ trì. Đó, cái thời điểm và cái ý nghĩa cho mấy người. Mà trong lúc đó là tôi đã 18-19 tuổi rồi. Tôi còn là nãy ông ngài trụ trì đây mới nói rằng là ngài chết năm 65. Tức là ông ngài đó là kêu về người là ông nói là sư thúc ông chú và ông anh đàn anh. Tức là đã anh của ngài cũng là đệ tử của ngài thứ ông Phước Huệ luôn. Còn cái tháp đây tức là ông ngài hiện trụ trì đây. Ngài hòa thượng Cái Tông. Thì là cái trông như là cái chân về đây, cái chân về đây, cái đầu kia rồi mấy cái chữ đó là mấy chữ phạn ở trên này, cái chữ chữ đây chữ gì? Ái dạ hồng, ái dạ hồng. Tháp này nếu bạn thì chiếu qua tháp này. Rồi tháp này là tháp gì? Cái tháp đây là tháp mà Diêu Khâm đó, tháp cũ đó là tháp đó là ngày Minh Lý. Ngài Minh Lý tức là thầy của ông Ngài Phúc Huệ, mà ông Ngài bữa nay kêu thức là thuộc về như ông nậu. Ngài này cũng có công rồi lắm, ruộng đất khai khẩn của Ngài cũng là sáng tạo khai là nhiều, khai khẩn nhiều. Mà trụ trì ở đây là ngày làm công việc rất là lịch sử. Con đây con gì nè, nhìn con vô không chịu quay trả. Con đây con gì đấy? Ai con này nè, con này con gì? Lăng 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 lăng. Hồi xưa thì nó sử dụng là long lân quy phụng. 29 năm. 29 đời. Cái tháp này là tháp của ai vậy? 14 đời là 14 cái tháp. Ngày trước cha. Cho nên nó cũng tái tạo lại tên tuổi nó bị mất. 14 đời là 14 cái tháp. Còn tháp ông này? Cái này là trước cha. Có đây, có đây. Dạ.
rất là lâu xưa. Và hầu là ngài hiện trụ trì đây là ngài có cái lò nguyện níu. Sau này mà ngài tập đi, mà cái tháp tránh là tượng trưng cho cái sự tinh tấn trong cái đời ngài tu hành rất là kết quả nhiều. Và nếu mà cái sau này mà cái tháp này mà nó đen thì cái sự tu hành của ngài rất là kém cỏi. Do đó mà ngài hôm nay đã đạt đến cái chỗ kết quả là cái tháp khi nào cũng rất là tránh luôn. Còn cái tháp này, tháp đen này. Đây tháp những vị tu trước xa còn những quay chung. Gọi là chùa thập tháp hả? Thập tháp. Chỗ đây phải không? Đấy, đứng giữa hai ông lên. Nén không? Nén quá ai? Không, vừa rồi đấy. Nắm vừa rồi lắm á. Mới đi học về đó mà. Rồi, đứng vô. Để bố mình trong đây. Rồi, đủ chưa? Đủ chứ, tại lấy hai ông lên nè. Lấy sao cho nó tròn hết đi. Rồi nè. Lấy 11 nha. Rồi lấy 11. 1 à. 2 nè. 3. Chạy tới. Rồi, đây. Chúc. Rồi, gia đình. Rồi, gia đình.
cái đèn thợ đá. Có tư đi. Cái đèn thợ cho mơ. Đi đâu vẫn còn thầm. Nó cỡ, cỡ. Lấy mày đứng xơi qua bên kia chút này à. Trung à. Rồi nha, có chừng nha, một là hai là ba. Ok. Rồi. À, thấy không? Đấy, đỡ lắm. Cái rõ lắm mà nãy mày đẩy mày thấy. Mình nghĩ có đạo Phật đó. Hồi nhỏ con đi coi muối lục cúng mẹ con. Cứ đèo đèo đừng có à, hào con đồng với đâu rồi. Nhìn dậy xuống thấy hả? À. Nghe tiếng nói luôn rồi. Đây giới thiệu là tóm ẩn. Đây đang quay phải không? Đang quay. Chứ quay sao đỡ luôn vậy? Quay đó mình nói chuyện giờ ghi vô. Thì ông Lợi ông ngồi đây là anh thu vô đó. Chứ Lợi thì đây là thu. Ừ. Thầy Lan có ông nói chuyện không thầy? Thầy đến luôn à.